Nè bà con ơi, hôm nay mình làm tiếp clip ngày qua gắn nó phòng có da nè nha. Mình gọi coi con coi nha. Mình tiếp theo clip 2 luôn, mình có mực mình đã đâm rồi nè, bà con thấy không? Mình đâm con mực rồi hết trơn rồi đó. Nhưng mà mình nước mình để vô thau sẵn đây. Bà con thấy không? Nước để thau sẵn hết trơn rồi đó. Được gắn ngày qua nè. Mình làm bà con coi đó, bữa nay mình coi coi nó sống chết hay như thế nào ha. Nè bà con thấy không, gắn bình thường nè nghe bà con. Nè con này ngày qua nè, con này ngày qua là nó bị cái đầu nè bà con thấy không đó, bị cái đầu đó, bữa nay nó cũng vẫn còn sống bình thường ha. Là nó khô nước, mình chưa có cho uống nước nha bà con đó, bà con thấy không, bữa nay đã là cái la da nó khô trơn khô gan rồi đó. Là cái bọc này là bọc 7 con nè nghe bà con, bọc này là bọc 7 con. Rồi mình để qua đây đi, rồi mình lấy cái bọc kia coi còn nó sống chết ha. Hai đứa vây lì lắm nha bà, chỗ tao mặn đây cái hai vây là chen chen đây. Mình làm cái thực tế luôn cho bà con coi mới được chứ, mình mới chia sẻ bà con được chứ, còn mà không thực tế nó hết hay không mình đâu có dám chia sẻ bà con cái gì đâu. Tuy rằng bà con bình luận tham khảo qua hỏi mình thuốc men thì mình cũng chưa có dám chỉ ai được hết đó, đó. Đâu có dám chỉ đâu, nó hết mà chỉ được chứ không chết hết mình đâu có chỉ được đâu. Bà con thấy không, hai con này vẫn sống nha bà con. Bà con nhớ hai con này ngày qua không, con trắng nè, lưng nè, cái da bụng nó dợp hết trơn nè không đó, bà con thấy da bụng nó dợp trơn không nè, lột da nè đó, thấy chưa đó, bà con kỹ không, nó còn con đen nè, nó nhiều nhưng bữa nay cái da nó khô luôn nè, bà con thấy chưa, nó khô chóc mài luôn rồi nè. Rồi mình xử lý nó một cái này nữa, đầu mình mới xử lý thằng đen này nữa. Nó bà con thấy rõ không? Nè bà con thấy hai con này chưa đó, con trắng. Trời ơi trời, dừa không? Nó té dừa chưa? Mày nữa nghe, tao đập mày nghe. Bà con thấy không? Bữa nay nó mạnh bò thấy không? Bà con thấy không? Khô da rồi đó. Bà con thấy hiện tại chưa đó? Nè còn con trắng nè. Lát nữa mình đưa vô nước cho bà con coi nghe đó. Rồi mình để vô trong ba lưới này đi. Mình quậy con mực. Nè có mực mình đâm rồi nè nghe bà con. Mình đâm có mực này cũng nhiều đó. Tao đánh hai đứa bay bây giờ đó, không nói gì chân. Tao ra đây cái hai đứa bay theo. Theo hai đứa bay khóc. Vậy không đó nghe. Bà con thấy chưa, mình đã làm nữa nha bà con. Mình quậy cái mực cho nó hơi nhiều, mình ngâm nó lâu lắm nha bà con đó. Con này chừa lại một phần nè, phần đang mình nhúng hai con yếu nè. Con này vừa mạnh với yếu mình nhúng một lần này nè. Bà con coi rõ mình làm nghe, rồi mình nhúng mấy gắn nó mạnh như thế nào lại cho bà con coi. Cái bọc thuốc tây kia đâu tiêu rồi? Mẹ biết con lấy hình à. Cái bọc thuốc kia đâu rồi? Tao có biết. Đen không? Mẹ biết. Tao biết. Không. À, trời, cái bọc trắng bọc thuốc kia đâu tiêu, mà tiêu bọc thuốc kia rồi cũng như không rồi. Con có đem đâu? Con có đem đâu? Thôi tạm máy chút bà con ơi, mình ngưng máy mình kiếm một thuốc kia coi. Đâu thuốc kia làm rồi mà không biết làm đâu rồi nè. Rồi mình tiếp tục luôn bà con, có thuốc rồi nè bà con. Thuốc mình cũng đã có làm sẵn rồi hết trơn rồi nè. Còn cái thằng này thuốc ấy mình cũng đã làm rồi hết, mình để vô đây mình pha luôn nè. Mình làm thực tế cho bà con coi gắn nó mạnh yếu rồi sao mình mới chia sẻ cho bà con được. Còn nó chưa hết, chưa gì trơn, đâu chia sẻ bà con được cái gì rồi. Bà con nó không hết này kia nọ, chia sẻ tầm 7 tầm 3 nữa. Cái nào làm phải cho nó ra cái nấy mới được. Rồi vụ này mình mới làm những cái clip khác cho bà con coi. Nó khó lòng lắm. Chứ làm ra thì cái gì nó phải thực tế mới biết được, chứ còn không thực tế đâu có biết được đâu.
té không khóc hay lắm rồi. Không rồi, con té cái bạc không khóc. Mình tạm ngưng chút nha bà con, mình tạm ngưng chút đi, mình lấy thuốc đâu đó đàng hoàng đi rồi hái nữa ha, hái cho bà con coi. Tạm ngưng chút đi. Rồi nha bà con, mình tiếp tục nha bà con. Bây giờ mình cái bọc gắn này nè. Giờ mình sang qua cái bọc mới, bọc này thì nó ỉa đái đêm hôm rồi, nó dơ giấy lắm. Thành thử ra mình không có để vô đây, mình nhúng cho nó uống. Rồi mình sang qua cái bọc mới khác ha, mình cho nó uống nha bà con. Cho con gắn mình nó sạch sẽ mà được, chứ không có để vô bọc dơ vô cho nó uống. Nè, con thấy không? Mình bỏ qua cái bọc sạch này đi. Đó, con sạch mình mới cho nó uống mà được, chứ không để dơ cho nó uống. Rồi mình ngâm con gắn coi nó bóng như thế nào ha, cho bà con coi chơi. Rồi nha bà con, nè bọc gắn này thấy không, đầu mình để vô đây luôn. Đó, rồi con coi nha, coi con gắn này nó bóng bẫy lên rồi sao ha. Bụt miệng lại ra ha. Uống chọt chọt. Con coi thử con gắn này lát mình lấy ra như thế nào ha. Đó, con coi đi. Mình phải làm thực tế mới được bà con ơi, chứ nói chung ra không làm thực tế bà con không thấy thì cũng không được đâu, cũng khó lòng cho mình lắm. Nếu mình chỉ qua loa này kia nọ, cái không có cái đầu cái cuối thì cũng không được đâu. À, mình làm cái gì cho nó ra cái nấy cho bà con coi nó hết hay không, gắn nó mạnh lại hay không như thế nào nữa. Đó, còn đây là hai con yếu nè, hai con bị nặng nè, hai con trắng nè, bà con thấy không, con trắng con đen mà hai con bị nặng nè, mà nhưng nó còn sống nè. Hai con này mình khỏi bỏ bọc, mình bỏ ngoài luôn cho nó uống nước luôn. Con trắng này bữa nay bò cờ cờ nè bà con thấy không? Ừ, con thấy con trắng bữa nay bò cờ cờ cho nó. Đó, ngày qua bò không nổi đâu bà con thấy không? Bữa nay bò mạnh bò đó. Ừ, cho nó uống nước đâu đó đàng hoàng, lại ngâm lại con mực đây với thuốc nha bà con. Để con coi đi, mình ngâm nó hơi lâu chút mới được, chứ không phải mau đâu. Cho lâu cho nó đủ nước nó mới được. Làm thực tế cho bà con coi nó mạnh hay yếu như thế nào mới được, chứ còn không mình chia sẻ bà con, ừ nó làm không hết. Chia sẻ lên tầm bậy tầm bạ mất công lu bu lắm. Nó làm sao cho bà con thấy mới được. Đó, con thấy con gắn trắng ngày qua là nó yếu nhất đó, mà bữa nay gắn trắng nó bò đó, bà con thấy không đó. Đó, bà con coi đi, con gắn trắng ngày qua là gắn này nó tệ nhất rồi, tệ không mình nói là con gắn trắng cứu không nổi luôn đó. Đó, bà con coi đi, con gắn trắng ngày qua mà nó ấy đó, bữa nay nó vậy đó. Còn dạng như trong cái bọc này thì mình không nói cái bọc này, rồi bọc này nó ít thì nó không có nói cái bọc này đi, bọc này thì nó mạnh như lắm, bọc này không có gì cả chứ. Cái con gắn yếu yếu mình không có nói tới, như mấy con gắn mạnh mình không có nói tới mấy gắn mạnh đi.
bò hoài đó bà con thấy không? Làm cái gì phải thực tế mới được bà con nói, chứ làm mình chia sẻ cho bà con cái gì cũng không thực tế cũng không được đâu. Cái gì phải có nó ra cái đấy, con nó sống như thế nào hay làm sao mà nó sống hay nó chết chị hết hay không nữa mới được, chứ phải mà đừng không mà làm ra rồi nói gì nói khơi 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 đâu được đâu. Mạnh hay không mới là quan trọng. Rồi mình bỏ hai con rắn này trong túi vợt nghe bà con, đặng mà mình dễ bắt mấy cái con trong bao này nè, đặng mà mình cho bà con coi cái nó như thế nào ha. Mình tạm ngưng máy chút nha bà con, tạm máy chút đi để thôi, nó kéo dài thời gian xa lắm rồi nha bà con. Nè, hai con rắn yếu mình đã bỏ vô trong vợt rồi nè ha. Rồi mình mở trong cái bao này mình coi bà con coi mấy con rắn này nó mạnh hay sao như thế nào nha. Rồi bà con coi nó mới dễ hơn đó, mình xử lý sao nữa mới được. Rồi bà con coi nó hết mình mới có chia sẻ bà con cái này cái nọ được, chứ còn nó không hết mình không chia sẻ đâu. Này mình quay cho bà con coi cái thực tế như thế nào luôn. Đây bà con coi chưa, thấy chưa đó, mình ngâm có mực nè đó bà con thấy không, mình ngâm có mực rồi bắt đầu là mình lấy ra nha bà con đó, mình lấy ra mình thấy bà con thấy không, những cái con đốm trắng trắng nè thấy không, trắng trắng bây giờ là nó đen lại hết trơn rồi đó đó. Cái thằng nào nè nó ấy là nó chóc nè, nè bà con thấy không nè, nó chóc da lên đó. Cái thằng này thì mình thả chuồng thiên nhiên vô được rồi, mình xịt mình xử lý nó cái nữa, cái mình để cho nó khô cái nước này nè. Rồi mình xử lý nó cái nữa rồi mình làm cái nữa cho bà con coi clip sau nữa nghe. Mình giờ mình tạm ngưng luôn nha bà con. Mình đem ra mình phơi khô, phơi cho nó khô lại rồi mình ấy thuốc, tha thuốc đâu đó đàng hoàng lại một cái nữa rồi mình cho bà con coi mình lên một lần nữa nha. Rồi tạm ngưng luôn bà con.